Ôi, CC đâu rồi CC? Ôi, nay trời ấm ấm lạnh lạnh, CC ngủ quá trời. CC ngủ quá trời luôn hen. CC ngủ quá trời luôn. Ngủ không dậy luôn hen. CC ngủ quá mà. Nay trời ấm ấm cái sẽ ngủ dữ luôn rồi. Hai sẽ đi con. Dậy đi thằng thầy. Thầy xúc miệng cho thằng thầy đi làm thôi xây ơi. Đi con. Trời ơi, trung vô mà ngủ ngủ gắm vậy đó. Nói vậy đi nè. Vậy đó cho sư phụ xúc miệng, cho xúc miệng cho CC, sư phụ đi làm nè. Đi, vậy xúc miệng. Ơi, đâu rồi trời ơi, đâu rồi trời ơi, đâu rồi trời ơi, đâu dậy con. Ê, ngủ quá trời mà, đi xúc miệng không, đi, là không muốn dậy nữa, đi, nghỉ xúc miệng, hen, hen, đi xúc miệng đây là sư phụ ra vườn, đi, ôi, quá mà, quá mà. Xúc miệng này hôm nay ăn nó đã thôi vậy đi gì vô gì nữa giờ này vậy được rồi biết không. Ê vậy đi nè, để sư phụ xúc miệng cho là sư phụ đi ra phường. Đi con, sư phụ trồng rau biết không, sư phụ trồng rau cho CC ăn. Đi con, dậy đi, dậy dậy thay đồ, đồ mặc hai bữa à. Ê nghe không? Xấu lắm bà con ơi, xấu quá bà con ơi. CC dậy hen, CC đồ nghe rồi áo vô trồng vô đó. CC giỏi không, bà con đã xây giỏi không? Xây giỏi không bà con? Con đã xây mặc đồ không? Rồi bây giờ xây xây chút miệng nha. Rồi xây xây chút miệng bà con ơi. Cho sư phụ đi làm. Xây xây cũng đi làm với sư phụ nữa bà con ơi. Xây xây cũng đi làm luôn. Cưng lắm chứ bộ ạ. Cưng lắm chứ bộ hết sơ sơ ha. Sư phụ cưng sơ sơ lắm chứ bộ ạ. Rồi sơ sơ đi xúc miệng nè bà con ơi. Ê, chuẩn bị nồi cơm trưa rồi nè. Bữa nay ăn vậy thôi. Thấy chưa, tàu hũ trắng kho tương à, củ dền nấu canh đó. Món ăn trưa của bằng đạo. Rồi bây giờ xúc miệng sơ sơ nghe. Sư phụ xúc miệng là sư phụ đi làm nha con. Cho sơ sơ xúc miệng là sư phụ đi làm. Cưng lắm á chứ bộ ạ. Cưng lắm á chứ bộ ạ. Nghe. Dung bữa nay hơi lạnh sư phụ ơi. Bữa nay sơ sơ lạnh sư phụ ơi. Lạnh sư phụ ơi. Lạnh lạnh. Lạnh thì xúc miệng thôi chứ không có tắm đâu. Lạnh 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 sư phụ ơi. Bây giờ nè nước bình giao chút miệng. Sư phụ lạnh không, sơ sơ lạnh sư phụ ơi chút miệng thôi nè. Có sơ sơ chút miệng giỏi không nè bà con đó thấy không, sơ 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 giỏi không đó nghe chưa, sơ sơ chút miệng giỏi không bà con, sơ sơ chút miệng giỏi quá đó bà con này. Đi đi ha, chút miệng vô đó nó sạch sẽ đi tiếng không, nó sẽ xuất hiện giỏi lắm đó bà con ơi. Ừ. Ừ, ta đập chết à, lạnh thì ta không có lạnh đâu, nước ấm à. Nó sẽ xuất hiện giỏi lắm đó bà con ơi. Đó, giỏi không, sạch sẽ con hen.
sạch thì sư phụ có dám bồng chứ do sao sư phụ bồng. Thấy không? Bà con thấy không bà con? Bà con thấy xe xe giỏi không? Đó, bây giờ quá trời cỏ nó lên là xe xe thấy không? Bây giờ xe xe phải đi làm với sư phụ nghe không? Xe xe thấy không? Xe xe cỏ nó lên quá trời không? Thấy không xe xe? Thấy chưa? Xe xe thấy không? Xe xe ngoan lắm đó bà con, nghe không? Bà con thấy xe xe ngoan không? Đó, thấy xe xe ngoan hết sức không? Xe xe mặc áo rất là dễ thương. Đây, sư phụ đi băng giả, đi cái đi. Đi loay cái đôi dép, xe xe đâu rồi đó. Hả? Đây, xe xe đi lão với sư phụ không? Để lên đi con, đi đi gió đây hang ừ đó giỏi không. Đó qua làm xuống mấy cái ớt giữa chừng gian dở nè bà con thấy không bà con. Thấy cái thảo am tôi đẹp không? Nè có gì thấy cái hoa hồng không? Trời nó ra hoa thấy quá trời đó, thấy chưa nè. Dây dưa leo nè, các bà con thấy chưa? Nó hết lạnh nó mới được lên nè, đó. Đó một dưa leo nó bò lên, tứ lung tung luôn. Nó bạc hà nó lên đó. Ê, cái thứ gì mà mình không trồng nó lên quá trời, cỏ nó lên nè. Quế rồi bắt đầu nó lên nè, thấy chưa? Đó. Cái nặng mà mình không trồng nó lên quá xá hoạch xa. Xe xe đâu rồi?
Xe đâu rồi? Chạy về mau. Xe đâu vậy? Lẹ lên, go, để xe. Xe cản lá ngang. Nghe không? Nắng lên rồi.
thắng lên rồi bà con ơi. Cho nên mình làm gì cũng vậy, nó phải là một khôi đổ mới được, phải không?
Với người ta đã làm cái gì cũng phải đổ mồ hôi xót con mắt là vậy đấy. Đổ mồ hôi xót con mắt. Lắng anh sư phụ quá đó ha. Con thấy cũng tôi ham. Thấy xe xe dễ thương ham. Bà con thấy xe xe dễ thương ham. Xe xe lúc nào cũng theo gần sư phụ hết á. Con thấy xe xe dễ thương ham. Thank you.
10 cây lên được 5 cây à. Tại vì quế năm nay nó mắc á, là cái người ta cắt toàn là non không à, quý vị thấy không? Rồi trồng 10 cây cho nó lên cho chừng 5 cây à. Ôi trời ơi, quế nó hiếm, tiểu bang là hiếm. Trồng hết như vậy cho nó lên không hết. Thank you.
Tiêu thêm số vậy đó, cứ gầy gầy ra hoài vậy đó. Một năm nó được có 7 tháng mà nó mất hết tháng 5, tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mất hết tháng 4 rồi. Còn nhiều lạnh quá. Ôi mệt quá. Kệ làm, ngày làm chiều quá, chiều nó mát. Hôm nay bữa chiều nhiều khi nó mát rồi ra làm tới 8, hôm qua làm tới gần 8 giờ tối rồi. Cũng vui. Kệ mình làm, mình làm mình sống thì nó vui lắm. Sensei ơi, đang ngồi chơi sư phụ. Sensei ơi, cứ vậy mình làm mệt, cứ mình nghỉ mệt chút xíu mình làm nữa. Tối ngày có việc làm thì nó đỡ sanh những cái nghĩ bậy. Mùa này sao tự nhiên nó còn lạnh quý vị ơi. Sáng thức dậy nó chỉ có khoảng 10 độ Việt Nam mà. Giờ này thì khoảng 15 độ mà ra mồ hôi nè. Đã mỏi ra mồ hôi. Vừa làm vừa thể dục luôn. Cũng vui. Mọi chuyện mình sống vậy nó thanh thản, sống cho lòng thanh thản. Sư phụ đâu có bỏ xe xe đâu. Hả? Bà con biết không, năm nay tôi đó tôi nói là tôi trồng 200 cây ớt mà săn sóc đàng hoàng bán chắc cũng gần $2,000 đó. Là năm nay lơ mơ là tôi có được mấy ngàn đô la, tôi làm phước đó các vị à. Cái gì vậy con sủa ai vậy? Ok,
Trời ơi, sủa em. Nó thấy mấy anh Mỹ da màu nó ghét lắm. Thôi con, đừng có dí người ta, tập chết á. Thấy anh da màu là sủa à. Bữa nay là tôi ráng, tôi dùng cái công sức của tôi để tôi làm phước á quý vị à, nói thiệt. Năm nay là nhà cửa, mọi việc thì Phật tử lo. Rồi tôi đi làm thêm, nấu nướng đồ thêm tôi lo được rồi. Rồi ráng làm, tưới tẩm, trồng trọt kìa là tôi thích vậy đó. Mình làm phước mình phải có cái công của mình, chứ không phải là tối ngày mình đi vận động không, biết không? Đó, cho nên mình phải có của mình đóng góp vô mới gọi làm phước. Công sức của mình. Cho nên năm nay tôi ráng tôi làm. Tôi xong 200 cái ớt này là quý vị biết là tôi được gần 2.000 đô rồi đó. Cứ một cái ớt vậy tôi cho là 10 đô thôi. 10 đô. 100 cây là cho 10 cây là cho 100 đô. 100 cây là cho 1.000 đô đi. Cái ớt tôi trồng cho tới thu hoạch được là 10 đô. Một phao của nó là 8 đồng đó quý vị. Một phao là 450 cà ram. Tôi cho là mình cũng thế nào thì 200 cây thì nói ngay cũng có thể chết một số, chứ không lẽ là trồng 200 sống đủ 200. Đời này nó có cái gì mà nó không hao hụt với đâu. Nè, mồng tơi là bắt đầu nó lên vậy là chuẩn bị tôi bứng lên kia tôi trồng cho nó leo lên vàng nè. Quá trời cỏ gì thấy không, yêu cầu mưa cái là cỏ nhổ không kịp luôn á. Vườn trước vườn sau. Vườn trước, vườn sau. Đó, hồi đó tôi xin có 3 dây mồng tơi à. Mà tôi gầy giống cái hộp nó, giờ tôi trồng nhiêu đây là còn sao nữa nha. Còn sao nó lên cả đống sao nữa luôn á. Quý vị thấy không? Hà tiện không dám ăn để cho nó leo, năm rồi nó leo lên mấy cây này nè. Nhưng mà tôi canh tôi lấy cái hộp đó mà tôi gieo lên nó ghê không đó. Cho nên cái nhân nào quả đó, rõ ràng ngoài đời nó theo cái thế gian trồng cây trồng cỏ cũng vậy. Rồi nói theo cái dòng tâm thức cũng vậy, cũng nhân nào quả đó là thôi. Mình không có chạy thoát khỏi lực nhân quả đâu đó. Có 3 dây mồng tơ mà tính bây giờ không biết bao nhiêu cây mà nói. Nè cải nè. Chưa có cái giếng nước cho nên xài, còn xài nước cung tơ nó tốn dữ lắm. Cho nên tưới cũng phải có giới hạn, nhưng mà rồi không tưới thì nó không được. Đó. Được cái cây mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10, 2, 3, 4, 5. 8 lần 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50 cái ớt kìa. Ở đây là 50 cây nè, thấy chưa? 50 cây. Vô chậu phía sau được 30 cây nữa là 80. Còn lại ở dưới đất kia nữa là làm sao đủ 200 cây như tôi nói. 200 cái ớt. Cái cải này chứ nó hút nước dữ lắm nha. Tưới sáng là chiều nó khô queo, trưa khô queo à. Ở ngày là tưới 2-3 bận vậy đó. Rau má nó lên xanh nhưng mà chưa dám ăn đó. Để cho nó có sức rồi nó ra nữa. Nè, quế nè, quý vị coi đó. Lạnh giờ nó mới hơi lên thôi. Mà tới chừng mình có thì người ta cũng có. Mà giờ mình chưa có, người ta chưa có cho mắc quá trời mắc luôn.
rau má nè, có gì thấy không? Rau má với rau đắng. Rau đắng với rau má thì hai cái vị đó đắng cho nên nó sống chung nhau được nè. Chỗ này, trong này là tôi trồng gần với rau cần cua đó. Này đậu bắp. Này quệ. Tại vì theo dự báo thời tiết thì chiều nay trời đổ mưa. Không biết mưa hôm nay nữa, thầy báo vậy nhưng mà có khi báo mà không có mưa. Cho nên bây giờ mình chỉ tưới sơ sơ thôi. Tưới sơ sơ thôi để chiều có mưa uổng. Đó, mình tưới sơ sơ. Hoặc là khổ qua đó, gieo trần thân mà lên có mấy cây à. Để coi nó lên nữa không. Này rau dốc cá nè. Đó, hôm nay về về đậu. Vui không? Xê xê, con đi đâu đó? Hả xê xê? Tôi giúp xê xê quá. Xê xê cứ chạy lên quanh theo sư phụ vậy đó. Nó theo vòng tơi nó lên nữa nè, có gì thấy chưa? Cái vòng tơ thì nó lên cũng khá là, tại vì năm rồi tôi không có ăn á, nó leo lên cái cây này, nó rụng cái hột xuống á. Rau má là chưa dám ăn nè. Nó quế mà mua hột á thì gieo nó mới lên vậy thôi đó. Gieo mua hột gieo nó lâu, còn cái nhánh này nó mau nhưng mà mắc quá, cái họ cắt toàn là nhánh non không à, cho nên nhiều đây chứ chưa chắc thì nó sống được hơn phân nửa nữa nè. Đi mua hột thì mùa này giờ gieo nó mới lên vậy nè, có gì thấy không? Mua 2 bịch 3 bịch hột mà lên cái nhiêu đó đó. Bạc hà nè. Nó bắt đầu cỏ nó lên rồi. Ê, cái mà không trồng sao nó mau lên quá. Giống như cái phiền não thì nó mau phát triển. Còn cái tâm thanh tịnh vậy đó mà nó lâu, còn cái phiền não giống như cỏ vậy nó mau phát triển dễ sợ luôn, thấy không? Lời cảnh giác cái nó lên hồi nào mình không hay nữa, các kiểu thấy họ tôi làm sạch bóng luôn á mà nãy lên vậy đó. Nó chuẩn bị làm nữa, lên là nhổ giống như mình tu vậy đó. Bây giờ phiền não nó nảy lên thì mình phải biết nó, mình nhổ. Bây giờ làm sao không giờ đây?
Nè quệ trắng nè, mấy cô gửi quệ cho tôi gieo, tôi trồng nó lên nè. Đó. Thưa quý vị, thì tuần sau là sửa cái hồ sen này nè. Tại vì cái hồ sen này nó bị hôm trước làm không có cẩn thận cho nên nó bị chảy nước, nó không có giữ nước được đó. Nên thấy không, nó lên tới đây là thôi à, bơm nước vô nhiều nó cũng chảy ra à. Cho nên kỳ này quý Phật tử qua để làm cái hồ sen này cho nó ra tới bên đó luôn, sửa lại đó. Bồ Tát Quan Âm cứ xây cái bồng bông này nè, giữ lại mấy cây tre này cho nó bớt lên. Thấy không, năm nay tre nó lên, sang năm cái nó lên cao luôn là nó mát rồi, ngồi ở trong chơi nó mát. Đó. Cái gì cũng vậy. Mình có gieo nhân thì mới có quả, thấy không? Thấy hoa hồng, tôi thích hoa hồng này nè. À, mà ông Đạo Hữu Đan thì ông thích hoa hồng này. Hoa hồng này nó đỏ quá, tôi không hảo quý vị ơi. Thích hoa hồng đó đó, đẹp. Hoa hồng đó với hoa hồng vàng mà thấy chưa? Vàng bự hết sức bự không? Quý vị thấy hoa hồng vàng không? Đó, thấy hoa hồng vàng không? Nè, quý vị coi hoa hồng vàng nè. Đó, thấy bự không? Thấy mê không? Muốn tàn rồi, đó, thấy hoa hồng vàng không? Đó, thấy không? Hoa hồng này, nó cái màu sắc nó vừa thôi, nó không có rực rỡ quá. Hoa hồng nó màu sắc nó rực rỡ quá. Hoa hồng này nè, màu sắc nó rực rỡ quá, tôi không hảo mấy. Mà nhiều người ta thích màu sắc vậy đó. Màu kia bên kia Hoài Quan Âm mấy cây hoa hồng bự nữa. Thấy chưa? Quý vị thấy hoa hồng đẹp không? Thôi chào quý vị nha, tôi đi làm tiếp nha. Sáng xí nhảnh quay chơi chút vậy thôi. Nghe không? Chào hết đại chúng nha. Chúc đại chúng ở Việt Nam thì một đêm thật là đẹp. Ở nước ngoài, ở Hoa Kỳ thì một ngày mới thật là vui. Nhất là bữa nay là ngày cuối tuần. Mọi việc đều hanh thông, đều như ý hết. Để ngày mai thứ bảy, chủ nhật là ngày có chật có người thì được nghỉ 2 ngày. Những ai làm công sở được nghỉ 2 ngày. Những ai buôn bán tiệm tùng hoặc là làm thợ nail đồ tha chủ tiệm nail thì được nghỉ có ngày chủ nhật, hoặc ở nơi thì nghỉ ngày thứ hai. Thôi chào hết quý vinh đệ nghe. Rồi xin gửi mỗi người một đó hoa hồng nghe. Quý vị muốn lấy hoa hồng nào lấy nghe. Đó, thấy đẹp không? Mô Phật.